Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thăm và động viên người dân vùng lũ Quảng Bình. Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 20 tháng 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình, thăm và động viên người dân vùng lũ. Cùng đi với đoàn công tác của Phó Thủ tướng về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ trên địa tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ của tỉnh Quảng Bình. Theo đó, với sự chủ động nỗ lực của cấp ủy chính quyền cả cấp và nhân dân, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả công tác ứng phó với mưa lũ, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại. Công tác di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và cứu trợ người dân vùng ngập lũ được triển khai tích cực. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quảng Bình đang tiếp tục triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời xây dựng các phương án phù hợp với từng giai đoạn để chủ động ứng phó hiệu quả. 3 ngày qua thì thực sự là những cái giai đoạn hết sức là khó khăn. Tuy nhiên với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp chính quyền, các lực lượng công an, bộ đội, biên phòng thì chúng ta cũng đã bước đầu là khắc phục khó khăn và ứng cứu kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở các vùng ngập lũ. Tuy nhiên cho đến hôm nay ở một số vùng trên toàn tỉnh đã bước sang ngày thứ ba, người dân sống trong lũ lụt sâu. Do vậy công việc trong ngày hôm nay cũng như 1-2 ngày tới là tập trung hết tất cả các lực lượng để cung ứng vật tư, trang thiết bị cũng như là các lương thực để đảm bảo người dân không bị đói, không bị rét. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập cái hệ thống cung cấp lương thực thực phẩm một cách hiệu quả nhất để đảm bảo là 100% người dân trong vùng ngập lũ của các địa bàn Lệ Thủy, Quảng Ninh, một số xã của Bố Trạch, của Ba Đồn sẽ tiếp nhận được lương thực thực phẩm trong ngày hôm nay, đảm bảo là toàn bộ người dân trên trong vùng ngập lũ có đủ lương thực thực phẩm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ với những khó khăn mất mát mà người dân vùng lũ Quảng Bình đang gặp phải, nhất là đối với những gia đình có người bị chết, bị thương do mưa lũ, đồng thời đánh giá cao công tác ứng phó của cấp ủy chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn. Dự báo trong thời gian tới, tình hình mưa lũ tiếp tục kéo dài, nhiều địa bàn còn tiếp tục ngập sâu. Vì vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động lực lượng để ứng cứu người dân tại các vùng bị ngập, không để người dân nào bị thiệt hại do mưa lũ, tập trung tối đa mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân, không để ai bị thiếu đói, thiếu nước sạch, thuốc men điều trị. Tập trung để ứng cứu, hỗ trợ người dân, không để người dân nào mà không có lương thực, không có thực phẩm, không có nước sạch và ốm đau không có thuốc chữa bệnh. Cái này là cái rất sự quan trọng đối với người dân để ở những cái vùng xa, những vùng hẻo lánh ở trong thôn xóm, vân vân mà nước ngập lên thì chúng ta rà soát lại tất cả, không được để sót một trường hợp nào hết và dùng đủ mọi biện pháp để cứu trợ. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị tỉnh Quảng Bình tiếp tục huy động tối đa lực lượng, triển khai công tác ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bảo vệ các công trình xung yếu, các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo vận hành an toàn các hồ chứa trên địa bàn, khắc phục các công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo hoạt động giao thông trở lại bình thường. Thăm hỏi động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chia sẻ trước khó khăn mà người dân Quảng Bình đang gặp phải. Thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng mong muốn bà con quan tâm bảo vệ an toàn tính mạng, đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, chính quyền các địa phương sẽ quyết tâm không để ai bị thiểu đói và rét do thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục quan tâm đến đời sống của người dân sau lũ, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, nước sạch để bà con yên tâm ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan, cần tiếp tục rà soát cả khu vực xung yếu, nguy cơ mất an toàn để sơ tán người dân, đồng thời huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục ngay sau khi lũ rút.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 10, tỉnh ủy Quảng Bình đã có công văn số 1022/CBTU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra, kính gửi các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh. Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp rìa bắc giải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió đông trên cao, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh có mưa to, rất to, đặc biệt to. Tổng lượng mưa nhiều nơi từ 1.000 đến trên 1.300 mm. Mưa nửa các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao trên mức báo động. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt đỉnh lũ là 4.88 m, cao hơn mức báo động 3 là 2.18 m. Trên lũ lịch sử năm 1979 là 0.97 m. Toàn tỉnh có gần 100.000 nhà bị ngập. Nhiều đoạn đường quốc lộ, tỉnh lộ không lưu thông được. Nhiều thôn bản bị chia cắt, cô lập. Trong thời gian tới, tình hình mưa lũ tiếp tục có diễn biến phức tạp, nguy cơ sụt trượt các tuyến đường, sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi và một số vùng ở mức cao. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép lùi thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Để tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu: 1. Cấp ủy chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt điện của Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 2. Các ủy chính quyền các cấp tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp phòng chống cụ thể, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng. Trước mắt, tập trung cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng, cứu trợ lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trong vùng bị lũ lụt, những nơi bị chia cắt cô lập, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngành giao thông vận tải phối hợp với chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo để khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là tuyến quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường tỉnh lộ. Ngành điện lực, ngành thông tin và truyền thông tập trung lực lượng phương tiện để sớm khắc phục các tuyến đường dây, trạm biến áp, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng, đảm bảo cung cấp điện, thông tin liên lạc nhanh nhất, phục vụ sản xuất đời sống của nhân dân. Ngành nông nghiệp phối hợp với chính quyền các cấp khẩn trương kiểm tra tình hình thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đồng thời có biện pháp khắc phục sự cố của các hồ, đập thủy lợi, hệ thống đê kè để đảm bảo an toàn cho các công trình. Ngành y tế chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc để tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ. 3. Cấp ủy chính quyền các cấp cần làm tổ công tác tư tưởng, động viên nhân dân chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, giữ vững an ninh trật tự xã hội, nắm chắc tình hình, tiến hành kiểm tra, có biện pháp chỉ đạo kịp thời, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Chỉ đạo làm tổ công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, sớm ổn định việc dạy học và học ở các trường học, duy trì thường xuyên hoạt động của các công sở. Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang làm tổ công tác vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ tích cực giúp nhân dân sửa chữa lại nhà ở, khắc phục hậu quả mưa lũ bằng những công việc cụ thể để sớm ổn định tình hình đời sống và phát triển sản xuất. 4. Cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục phân công lãnh đạo và cán bộ bám nắm địa bàn, nhất là các khu vực bị chia cắt cô lập để kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động di dời sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các vùng nguy hiểm, nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. 5. Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thiết lập kênh tiếp nhận và phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ cho người dân vùng lũ, đảm bảo hoạt động thông suốt, tập trung kịp thời, hiệu quả. Tổng hợp đầy đủ tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra để kịp thời xem xét hỗ trợ theo quy định đối với các trường hợp bị thiệt hại về người và tài sản, sớm ổn định tình hình trên địa bàn. 6. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện chỉ đạo các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 7. Cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo tốt việc tiếp nhận và phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Chỉ đạo các địa phương cơ sở nắm chắc tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra để có sự phân phối hàng hóa và nhu yếu phẩm cứu trợ sát đúng mức độ thiệt hại của từng địa phương, đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan, không để xảy ra sai sót, tránh các biểu hiện lợi dụng hoặc sử dụng sai mục đích, phân phối không đúng đối tượng. Việc tổ chức các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ phải đảm bảo an toàn. Yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các sở ban ngành, mặt trận đoàn thể cấp tỉnh khẩn trương thực hiện tốt những nội dung nêu trên,
kịp thời báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Vũ Đại Thắng đã ký hết nội dung công văn. Nhanh chóng thiết lập mạng lưới phân phối, khẩn trương cấp phát lương thực cho bà con vùng lũ, đảm bảo lương thực thực phẩm đến tay nhân dân là chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi họp khẩn về công tác ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ tổ chức vào sáng nay 20 tháng 10. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Đại diện các sở ngành đã báo cáo về diễn biến mưa lũ và các hoạt động ứng phó như công tác cứu hộ, di dời người dân, cấp phát nhu yếu phẩm. Theo đó, cấp ủy chính quyền các địa phương đã nỗ lực triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, không để người dân thiếu đói. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn như lương thực, thực phẩm, nước uống dự trữ hầu như đã cạn kiệt. Việc tiếp cận để cứu trợ cho bà con gặp nhiều khó khăn do mực nước đang còn ở mức cao. Vì vậy, rất cần các giải pháp nhằm khẩn trương cứu trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, như thiết lập các địa điểm cung cấp lương thực, thực phẩm tập trung, đồng thời sử dụng các cano, thuyền cứu hộ để vận chuyển lương thực đến cho bà con nhân dân. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chủ động phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ của các địa phương, đặc biệt là công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp, di dời người dân đến nơi an toàn. Về nhiệm vụ trong những ngày tới, do mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần triển khai hỗ trợ người dân hiệu quả và kịp thời, nhất là đối với những địa phương đã bị ngập sâu nhiều ngày như huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, trước mắt để giúp bà con tỉnh và các địa phương cần nhanh chóng thiết lập mạng lưới phân phối, khẩn trương cấp phát lương thực cho bà con vùng lũ tại các điểm phù hợp ngay trong ngày 20 tháng 10, đảm bảo lương thực, thực phẩm đến tay nhân dân. Đối với các địa phương vùng Nam, thị xã Ba Đồn và các xã ở huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục triển khai các phương án cấp phát lương thực cho nhân dân trong ngày 20 tháng 10 và những ngày tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ban ngành, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời nhấn mạnh cấp ủy chính quyền cả cấp cần tập trung tất cả lực lượng, nguồn lực, kinh phí để mua sắm hàng cứu trợ phục vụ nhu cầu của nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần điều phối hoạt động cứu trợ tư nguyên nhằm đảm bảo đúng đối tượng. Ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các loại phương tiện thuốc men, hóa chất để xử lý nước, môi trường sau lũ, hỗ trợ bà con và đảm bảo an toàn vệ sinh sau mưa lũ. Ngay sau khi bắt đầu nước rút, lực lượng vũ trang và các tổ chức mặt trận đoàn thể phối hợp để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau cuộc họp khẩn trong sáng nay ngày 20 tháng 10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại thị xã Ba Đồn. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ kéo dài, thị xã Ba Đồn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Để sẵn sàng ứng phó với mưa lũ, cả địa phương trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã chủ động triển khai công tác cứu hộ, tăng cường lực lượng phương tiện để di dời người dân đến nơi an toàn. Đánh giá cao tính chủ động của thị xã Ba Đồn trong công tác ứng phó với mưa lũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trước mắt chính quyền cả địa phương trên địa bàn cần khẩn trương đảm bảo việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân vùng lũ, không để bị đói rét. Thị xã cũng cần tính toán nhu cầu thực tế về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để báo cáo với tỉnh để có phương án hỗ trợ trực tiếp đến tay người dân, giúp dân sớm khôi phục đời sống, sản xuất. Đối với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cần đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thuốc men cho bệnh nhân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đã chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ thị xã Ba Đồn, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Cũng trong sáng nay 20 tháng 10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình cứu hộ cứu nạn và thăm hỏi động viên người dân vùng lũ huyện Quảng Ninh. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền địa phương cả cấp và các lực lượng chức năng ở huyện Quảng Ninh trong những ngày qua, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tổ công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động của bà con nhân dân địa phương trong công tác phòng chống lũ lụt, phát huy tục phương châm bốn tại chỗ và tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mưa lũ. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương huyện Quảng Ninh phải tiếp tục ưu tiên hàng đầu việc cứu hộ các hộ dân còn bị cô lập, huy động mọi nguồn lực, phương tiện để làm tổ công tác cứu hộ cứu nạn, rà soát,
hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, trong đó chủ trồng lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết, trong đó có thuốc chữa bệnh. Trong cửa hộ phải đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuyên truyền giám sát, quản lý chặt chẽ việc người dân thu gom củi để bất cả không đảm bảo an toàn nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Về công tác cứu trợ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện Quảng Ninh chủ động điều phối phù hợp, không để người dân bị thiếu đói, thiếu nước uống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Quảng Ninh tập trung chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương cơ sở và bà con nhân dân, nước lũ rút đến đâu xử lý vệ sinh môi trường đến đó. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại huyện Quảng Ninh và trao hỗ trợ 100 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ huyện Quảng Ninh. Tại huyện Lệ Thủy, sáng nay ngày 20 tháng 10, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ trên trời tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phân phối hàng cứu trợ và thăm hỏi động viên bà con nhân dân tại ngã tư Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo địa phương và các lực lượng chức năng tập trung điều tiết để đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn các đoàn cứu trợ lại sẽ đúng quy định, tránh tình trạng chen lấn gây tắc nghẽn trong quá trình phân phát hàng hóa, đặc biệt ưu tiên cho các đoàn từ thiện phát cơm miễn phí và nước uống cho bà con nhân dân để đảm bảo cho bà con không bị đói khát. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương nắm thông tin chính xác về các hộ dân vừa mới được di dời từ vùng bị ngập lụt ra ngoài để kịp thời hỗ trợ áo quần, lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, phải đảm bảo các nguồn hàng cứu trợ đến trực tiếp người dân một cách đồng đều, không để bỏ sót. Trong đó quan trọng nhất là phân phát thực phẩm và nước uống cho nhân dân. Chiều nay 20 tháng 10, đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp trao quà hỗ trợ khẩn cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh cho hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Theo đó, tại huyện Lệ Thủy, đồng chí Trần Phong đã trao hỗ trợ 1.500 thùng mì tôm, 1.000 thùng sữa, 15.000 chai nước uống, 80 kg lương khô và 120 suất quà. Còn tại huyện Quảng Ninh, đồng chí đã trao hỗ trợ 1.000 thùng mì tôm, 1.000 thùng sữa, 10.000 chai nước uống, 70 kg lương khô và 80 suất quà. Cả phần quà hỗ trợ hai huyện lần này được trích từ kinh phí dự phòng cứu trợ khẩn cấp của tỉnh nhằm động viên và giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn trước mắt để từng bước ổn định cuộc sống. Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, nhiều vùng còn bị ngập sâu, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương nhanh chóng chuyển các nhu yếu phẩm trên đến các vùng xung yếu, đảm bảo cho bà con nhân dân có đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và phải đảm bảo các nguồn hàng đến trực tiếp người dân được đồng đều. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị các địa phương cần có các phương án để nhận cứu trợ và phân bổ các nguồn hàng cứu trợ một cách kịp thời, không xảy ra tình trạng lộn xộn và thiếu sót. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối về những thông tin đáng quan tâm khác. Chỉ đạo quyết liệt việc di dời dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Quảng Bình tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới theo dõi tình hình sạt lở trên tuyến biên giới cũng như tại các đơn vị đóng quân để chỉ đạo tổ chức di dời người, phương tiện, tài sản đến nơi an toàn. Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện khu vực đóng quân của đơn vị có dấu hiệu sụt lún. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo ngay lập tức di chuyển cán bộ chiến sĩ, vũ khí trang bị, tài liệu và các tài sản quan trọng khác đến nơi an toàn. Đồng thời bố trí cán bộ chiến sĩ quan sát, cảnh giới từ xa, ngăn không cho người đến khu vực nguy hiểm và bảo vệ doanh trại. Đến 19 giờ cùng ngày, tại km 137+100 đường 12A, cách cổng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 100m, phát hiện bị sạt lở đất khối lượng lớn từ phía doanh trại ra hết đường 12A. Phương tiện không qua lại được. Tiếp tục kiểm tra phát hiện bức tường rào phía trước đơn vị bị sập, đất sụt lún và dãy nhà ở cán bộ chiến sĩ bị sập hoàn toàn. Một số khu vực nhà chỉ huy đồn đã bị sập, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng. Quả đồi tại km 137+150 cũng bị sụt lún, lấp toàn bộ đường 12A và suối Cha Lo với khối lượng khoảng trên 1.000 mét khối, làm nước suối dâng cao khoảng 2 mét. Bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức di rời khẩn cấp 34 hộ trên 127 khẩu của bản Cha Lo về bản Bãi Sinh, Ca Vàng, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa để đảm bảo an toàn.
lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo việc xử lý sạt lở, tăng cường kiểm tra canh gác, chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đặt biển cảnh giới sạt lở theo quy định, liên tục cập nhật nắm tình hình để có phương án xử lý. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã lên phương án chỉ đạo, trước mắt thông báo cho các đơn vị liên quan, nước bạn Lào nắm thông tin, hạn chế tối đa người và phương tiện xuất nhập cảnh từ Lào về Việt Nam và hướng ngược lại. Đồng thời ổn định tình hình nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc cho bộ đội tại vị trí tạm thời. Tiếp tục duy trì triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thường xuyên kiểm tra, ra soát, phát hiện sớm các điểm có nguy cơ sụt lún, sạt lở đất để kịp thời xử lý khi có tình huống. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng đang nỗ lực triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng lũ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các lực lượng chức năng khác của tỉnh Quảng Bình, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã khẩn trương nỗ lực triển khai các giải pháp để phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân. Với phương châm hoàn toàn chủ động, đặc biệt là tuyệt đối không để nhân dân ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản khi mưa lũ xảy ra. Những ngày qua, cả đơn vị của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã huy động hơn 775 lượt cán bộ chiến sĩ và sử dụng tối đa các phương tiện thủy để tiếp cận các địa bàn ngập sâu, hỗ trợ di rời hàng nghìn người dân đến nơi an toàn, vận chuyển sản phụ, người bệnh cấp cứu đến các bệnh viện. Chúng tôi tổ chức 14 cano và đến gần 100 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu và cứu hộ bà con bị ngập lũ trên 6 huyện, thực hiện quyết liệt và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội Biên phòng và tích cực giúp dân, trong kể cả trong thời tiết rất khắc nghiệt, với quyết tâm cao là không để cho người dân bị nguy hiểm. Năm 2020 này thì mực nước là lên cao so với cái mực cả năm 2010 là cao hơn cao 50 phân, cho nên cái gì gây sự hoang mang, cái gì là cái cho dân nhân, cho nên trong lúc đó thì cũng đã có sự là chỉ đạo của cấp trên và các lực lượng biên phòng và lực lượng quân sự đã có những kịp thời để có như giúp cho dân để có như yên tâm. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng khẩn trương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân các địa bàn trọng điểm bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề do mưa lũ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, 750 thùng mì tôm, 230 thùng nước lọc, 250 thùng lương khô, 100 thùng sữa, hàng trăm suất cơm cùng hàng trăm áo phao cứu sinh đã được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao đến tay người dân vùng lũ. Nước thì vô ngập hết nhà rồi, nói chung ra vịt thì trôi hết, trong gia đình chưa thì chẳng có gì nữa. Thì cùng các anh Bộ đội Biên phòng đến ủng hộ thì cùng gia đình cùng ngoài ra không có gì hơn thì còn mới muốn các anh nữa. Hiện nay Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang huy động tối đa phương tiện, trang bị, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ các đơn vị biên phòng bám sát địa bàn để tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương đang bị ngập sâu mưa lũ. Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, nhiều tuyến đường giao thông cũng như nhà cửa của một số hộ dân trên địa bàn huyện Minh Hóa đã bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài tuyến đường 12A, ngay tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tại xã Dân Hóa đã bị sạt lở nghiêm trọng, thì tại xã Hồng Hóa có 11 nhà dân bị sạt lở, tuyến đường vào ba bản Ón, Yên Hợp, MOOO của xã Thượng Hóa cũng bị sạt lở, gây tắc đường. Tuyến đường chính vào vùng Lom, Đoàn Cha Cáp và Dồ Ta Vâng, xã Trọng Hóa bị sạt ta luy dương dài 30 mét, gây khó khăn trong việc đi lại. Hiện nay lãnh đạo huyện đang tập trung chỉ đạo triển khai các phương án để sớm khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. Ngay trong ngày hôm nay, khi nước lũ bắt đầu rút, tất cả các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung cho công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ người dân. Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, hiện nay nước lũ đang rút, huyện đã phân công các cơ quan đơn vị về giúp các địa phương khắc phục hậu quả sau lũ. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cán bộ đoàn viên, hội viên các cơ quan ban ngành đoàn thể đã được huy động về các địa phương tiến hành giúp người dân khắc phục hậu quả. Trong đó tập trung giúp các trường học vệ sinh trường lớp, hỗ trợ nhân dân dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa nhà ở, khôi phục các tuyến đường giao thông, sửa hệ thống điện sinh hoạt, xử lý môi trường. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, các đồng chí lãnh đạo huyện Tuyên Hóa cũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần xung kích tình nguyện của các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sau lũ. Đồng thời yêu cầu các địa phương làm tốt công tác xử lý vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, có giải pháp ổn định cuộc sống cho người dân sau lũ. Tại huyện Bố Trạch, từ đến trước ngày 20 tháng 10, nước lũ đang xuống. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt ở một số địa phương đang nặng nề. Vẫn còn gần 11.700 ngôi nhà ở 21 xã thị trấn bị ngập lụt. 40 trường học bị ngập từ 1 đến 3 mét,
19 điểm trường bị cô lập, 13 điểm ngâm tràn bị ngập, cảnh báo không đi lại được. Với phương châm kịp thời cứu trợ, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân ở những vùng bị cô lập chia cắt, cấp ủy chính quyền địa phương và cả tổ chức cá nhân đã tổ chức cứu trợ, hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, bánh chưng, bánh mì, sữa, nước và các loại thuốc cho người dân. Những ngày qua, bám sát phương châm 4 tại chỗ, các địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Hới cũng đã tập trung cả phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán, di rời ở vùng thấp đến nơi an toàn và kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho những bà con ở các khu vực đang bị chia cắt sau mưa lũ. Tính đến chiều 20 tháng 10, thành phố Đồng Hới vẫn còn hơn 2.500 nhà dân đang bị ngập sâu từ 1 đến 2 mét, chủ yếu tại phường Phổ Hải, phường Đức Ninh Đông. Nước to quá nên cũng không ai đi qua đi lại nữa. Quá vất vả đấy. Nên chứ có giúp đỡ tương lý thì tôi cũng cảm ơn, chứ còn chứ tôi mất hết rồi không biết mất răng được. Mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến bà con, đường xá là coi như bị cô lập không đi được, nhà cửa là coi như có nhà bị ngập, đồ đạc ướt hết. Nhưng mà khi mà lũ xong thì bà con ở chung nói chung là rất là có ý thức để mà ra dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nước lũ đã bắt đầu rút. Bà con nhân dân ở các địa phương đã khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong đó chủ động phòng tránh dịch bệnh mùa mưa lũ và đảm bảo vệ sinh môi trường. Toàn huyện Lệ Thủy hiện có trên 30.000 nhà dân bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Nhiều nơi bị ngập sâu từ 2,5 đến 3 mét, như ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, Vinh Quang, Ngô Bắc, Lai Xá, xã Sơn Thủy, Bình Minh, xã Dương Thủy. Hiện tại nhu cầu về lương thực thực phẩm và nước uống để phục vụ sinh hoạt đang rất cấp bách. Thời điểm này, công tác cứu hộ cứu nạn cho người dân được huyện Lệ Thủy ưu tiên hàng đầu. Đến nay, cả lực lượng đã di rời được trên 10.000 người dân ở các xã thị trấn bị thấp lụt đến nơi an toàn. Ngoài ra, các xã vùng ven không bị lũ lụt đã quyên góp hỗ trợ bằng nhiều hình thức như nấu cơm, mua những nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển về cho bà con vùng bị ngập lụt. Đến bây giờ, huyện tiếp tục là thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn với phương châm là tiếp tục di dời những cái nhà là có nguy cơ bị sập, bị đổ và những người bị thương trong lũ, và huy động tổng lực toàn bộ lương thực thực phẩm sẵn có trên địa bàn của huyện cũng như các nguồn cứu trợ của tỉnh và của các cơ quan cứu trợ để đưa hàng hóa về phục vụ một cách kịp thời nhất cho bà con nhân dân. Bằng cả biện pháp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn đang diễn ra một cách đồng bộ và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn. Ngày 20 tháng 10, tại một số bệnh viện, cơ sở y tế, nước lũ đang dần rút. Cả cán bộ nhân viên y tế đã nhanh chóng tập trung khắc phục, dọn dẹp vệ sinh nhằm đảm bảo công tác khám, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Trong những ngày mưa lũ, cả bệnh viện đã di rời bệnh nhân, trang thiết bị y tế thuộc lên tầng 2. Khi nước lũ bắt đầu rút, bên cạnh duy trì hoạt động khám chữa bệnh, các bệnh viện đã tập trung nhân lực để dọn dẹp vệ sinh, sắp đặt lại các trang thiết bị y tế, thuốc để sớm trở lại hoạt động bình thường. Trong những ngày mưa lũ, các bệnh viện, cơ sở y tế đã triển khai hiệu quả việc cấp cứu, điều trị cho các trường hợp bị tai nạn do lũ lụt và các sản phụ chuyển ra sinh con. Bên cạnh việc chủ động nguồn thực phẩm, các bệnh viện cũng đã được các tổ chức cá nhân hỗ trợ đáp ứng đủ nhu cầu cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế. Tính đến chiều ngày 20 tháng 10, tại thành phố Đồng Hới, một phần đường Đồng Hải, phường Phổ Hải đã được cấp điện trở lại. Điện lực Quảng Ninh cũng đã khôi phục điện tại các khu vực thị trấn Quán Hầu, gồm các thôn Vĩnh Tuy, Chờ Gồ, Phúc Duệ, Lê Kỳ, xã Vĩnh Ninh, xã Lương Ninh và xã Hải Ninh, với trên 4.000 khách hàng đạt 40%. Tuy nhiên nước lên nhanh thì điện cũng là mất mấy ngày qua, đến như gia đình tôi thì mất từ ngày 17 và đến nay thì nước là có hiện tượng rút, thì các đồng chí điện lực cũng đã đi kiểm tra và là nhanh chóng cung cấp điện trở lại. Tôi cảm thấy là rất vui mừng và là cảm ơn bên công ty điện lực đã là kịp thời cung cấp điện để là các hộ gia đình là ổn định lại cuộc sống. Đến nay toàn tỉnh còn khoảng 170.000 trên gần 270.000 khách hàng ở các địa phương đang bị ngập lụt và chia cắt vẫn chưa thể cấp điện trở lại. Hiện nay, công ty điện lực các huyện, thị xã, thành phố đang nỗ lực kiểm tra xử lý cấp điện trở lại cho khách hàng sau khi nước rút ở vùng lũ và đường thông ở vùng sạt lở, đảm bảo an toàn đồng điện. Những cái khu vực mà Xuân Ninh, Tân Ninh, Hiền Ninh, An Ninh, chúng tôi đã kiểm tra và thấy rất là khó khăn để khắc phục những chỗ này. Thì nước đang ngập rất sâu và rút rất chậm, và phương châm của chúng tôi là đảm bảo cấp điện nhưng mà cũng không nóng vội,
trên hết đó là đảm bảo cái an toàn cho người dân cũng như là đảm bảo cho anh em trong quá trình đi thực hiện cái nhiệm vụ cấp lại điện. Điện lực Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân trước khi nước rút và chơi cỏ điện phải kiểm tra thiết bị điện trong gia đình trước khi sử dụng để tránh xảy ra chập cháy gây nguy hiểm cho con người và thiết bị sau môi trường ẩm ướt dài ngày. Khi điện được khôi phục, không vội vàng cắm bật điện lại ngay, cắm bật thiết bị điện phải tuần tự từ thiết bị điện có giá trị thấp đến các thiết bị điện có công suất lớn. Quan sát lắng nghe xung quanh để phát hiện các tín hiệu chạm, chập điện và báo ngay cho điện lực để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Thay vì nhận hoa và quà, nhiều chị em phụ nữ đang dành tình cảm của mình hướng về đồng bào vùng lũ. 5 giờ sáng, các cô giáo trường trung học cơ sở Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới đã có mặt đông đủ để chuẩn bị bữa ăn gửi đến đồng bào ở tâm lũ Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch. Từ số tiền hỗ trợ 20 tháng 10 của nhà trường, các cô đã quyên góp lại, đồng thời huy động từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để nấu các suất cơm gửi đến đồng bào đang bị lũ chia cắt. Giáo viên là bọn chị là 42 năm ngàn, và bọn chị cũng góp vào đấy luôn. Góp vào đấy để lấy cái quà của mình chia sẻ cho bà con vùng lũ. Tại nhiều địa phương chịu ít thiệt hại sau mưa lũ, chị em đã tập hợp thành các đội hình tình nguyện để kêu gọi cứu trợ và tổ chức phát thức ăn, nước uống đến bà con. Rất là vui, là cũng ăn cơm thì cảm thấy là rất đói, nên là bản thân là cảm thấy rất là vui khi là được phục vụ bà con. Khi mưa vẫn to, nước vẫn chưa rút, có nhiều chị em vẫn sẵn sàng lao mình vào vùng khó khăn để cứu trợ bà con. Những ngày vừa qua thì bà con đã gom mình trong nước lũ, vừa đói vừa rét thì được nhận những món quà của chúng tôi thì bà con cảm thấy rất là vui mừng phấn khởi. Tôi cảm thấy đây là một ngày 20 tháng 10 đầy ý nghĩa và đáng nhớ nhất đối với tôi. Thay vì tặng một bông hoa, hãy chuyển thành quà tặng bà con vùng lũ. Thông điệp đó được lan truyền trong cộng đồng, thôi thúc chị em cùng hưởng về đồng bào, nơi nước lũ vẫn còn chia cắt. Chiều nay 20 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tiếp nhận cứu trợ từ cả đơn vị doanh nghiệp cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt. Chia sẻ với khó khăn của đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hơn 10.000 cán bộ công nhân Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã đồng góp hơn 2,8 tỷ đồng để ủng hộ 4 tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt này. Tại Quảng Bình, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt này. Cũng nhân dịp này, Công ty Sổ số Điện toán Việt Nam đã trích số tiền 100 triệu đồng ủng hộ người dân Quảng Bình khắc phục hậu quả lũ lụt. Chiều nay 20 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nguồn hàng cứu trợ từ Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tổng trị giá nguồn hàng gần 1,5 tỷ đồng. Nguồn hàng do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cứu trợ lần này gồm 400 thùng hàng gia đình, 300 hộp gói bột lọc nước, 300 túi lương thực thực phẩm, trị giá các mặt hàng trên 900 triệu đồng. Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam còn hỗ trợ 500 triệu đồng tiền mặt. Nguồn hàng cứu trợ này sẽ được cấp phát đến các địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ này. Chuyển sang thông tin đáng quan tâm khác, sáng nay ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Đợt một của kỳ họp được tổ chức trực tuyến. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với khó khăn mất mát mà các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu do mưa lũ. Trong đó có sự hy sinh của nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân. Quốc hội yêu cầu chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác với những diễn biến cực đoan của thời tiết, có cả giải pháp tích cực hiệu quả để sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ, đồng thời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài quan tâm động viên, chia sẻ, ủng hộ vật chất và tinh thần, giúp nhân dân cả địa phương bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất. Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và nghe cả báo cáo với nhiều nội dung quan trọng khác. Cũng trong phiên khai mạc sáng ngày 20 tháng 10, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đại biểu Quốc hội Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và các chiến sĩ hy sinh khi tham gia cứu hộ ở Thủy Điện Rào Trăng 3.
các đại biểu Quốc hội cũng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày đợt 1. Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2, họp tập trung tại nhà Quốc hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin lũ đặc biệt lớn trên sông Kiến Giang, tin lũ trên sông Danh. Hiện nay mực nước trên sông Danh đang xuống, mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy dao động ở mức rất cao. Mực nước lúc 15 giờ ngày 20 tháng 10 trên các sông như sau. Sông Danh tại Mai Hóa 4,25m, trên báo động 2 0,75m, trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang 9,35m, trên báo động 1 1,35m, tại Lệ Thủy 4,30m, trên báo động 3 1,60m, trên lũ lịch sử năm 1979 là 0,39m. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục xuống chậm, mực nước trên các sông có khả năng lên sau. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 4m, trên báo động 3 1,3m, cao hơn lũ lịch sử năm 1979 là 0,09m. Sông Danh tại Mai Hóa là 3,1m, trên báo động 1 0,1m. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, sạt lở bờ sông ta luy, đường giao thông, các công trình đang thi công, ngập lụt giảm dần ở huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, ngập sâu trên diện rộng diễn ra nghiêm trọng tại nhiều nơi của Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất cấp 3. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 20 ngày 21 tháng 10, khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây có mưa, lúc mưa vừa, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây có lúc có mưa, mưa vừa, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm 87 đến 99%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây có mưa có lúc mưa vừa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 88 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm 86 đến 99%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 87 đến 98%. Khu vực thị trấn Quán Hầu nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 86 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm 87 đến 99%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 10, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm từ 82 đến 99%. Chương trình thời sự tối nay chưa được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp.